Vi khuẩn gây bệnh trên vật nuôi thủy sản thì cũng có rất nhiều chủng loại, nhưng mà thường có một số loại khuẩn như sau. Thì mình sẽ đi cái con vi khuẩn mà Streptococcus, hay còn gọi là liên cầu khuẩn á. Khuẩn này thì nó là gam dương, thiếu khí, thì nó có hình cầu hoặc là cái hình trứng, chuyên gây bệnh trên cá nước ngọt. Với con này thì nó cũng sẽ gây trên cá nước mặn luôn. Nhưng mà với cái nước ngọt á, thì như là cái con cá diêu hồng, của phi, cá tra, vân vân. Còn vi khuẩn thứ hai đó là Aeromonas hygrophila. Thì con vi khuẩn này là nó sẽ di động nhờ một cái tim mao. Đây là cái vi khuẩn gam âm. Cái con vi khuẩn này nó sẽ chuyên gây bệnh cho cá nước ngọt như là cá tra, pa sa, cá trê, cá bóng tượng, cá tái tượng, lương ếch nữa này các bạn. Hoặc là con vi khuẩn mà Pseudomonas, thì con này nó sẽ gây cái hoại tử lở loét hoặc làm các cơ quan nội tạng của nó bị sưng, bị viêm hay là đầy hơi nè. Và một con vi khuẩn khác đó là Flavobacterium. Thì trước đây cái con vi khuẩn này nó có tên là Flacibacter. Thì con vi khuẩn này nó sẽ gây ra cái bệnh mà trắng đuôi trên cá. Và một cái con vi khuẩn khác đó là Streptococcus. Vi khuẩn này nó sẽ làm mắt hoặc miệng con cá nó sẽ bị biến dạng. Bệnh nặng thì nó sẽ làm cho con cá nó bị mù. Thì với con vi khuẩn này thì các bạn sẽ gặp trên lươn ếch thì cũng rất là nhiều, làm cho con ếch hay gì đó nó bị mù mắt. Ga vi khuẩn thì có nhiều loại con khác nữa, nhưng mà trên đây thì mình chỉ là sơ lược về một số con vi khuẩn thường gặp thôi. Tuy nhiên còn một loại vi khuẩn khác cũng rất là nguy hiểm, đó là vi khuẩn gan thằn mũ. Bệnh này rất là nguy hiểm nha các bạn, mà mình đã làm một clip khác, cho nên các bạn nào muốn xem thì vào channel của mình. Nhưng với clip này thì mình sẽ nói về những con mà gây bệnh khuẩn huyết mà thôi. Đặc điểm chung của các con vi khuẩn này thì chuyên gây bệnh về cái bệnh nhiễm khuẩn huyết là chính. Ví dụ như các bạn mà nuôi ếch, nuôi lươn, nuôi cá thì các bạn sẽ thấy những con đó nó sẽ bị xuất huyết nè. Ví dụ như là ếch thì xuất huyết đùi, lươn thì xuất huyết thân hay là hậu môn, cá thì xuất huyết phay đuôi, thân và nội tạng. Ví dụ như vậy á, thì đó là cái vi khuẩn huyết ha. Thì mình sẽ ví dụ thêm cho các bạn dễ hiểu nha. Với con ếch thì các bạn sẽ thấy mà con ếch nó bị đỏ đùi, cong thân, mù mắt. Còn con cá he thì các bạn sẽ thấy nó bị xuất huyết ở trên vây. Còn với con cá trám cỏ thì các bạn mà thấy ở mang á, nó có dính nhiều bùn. Còn bên trong cơ quan nội tạng nó cũng bị xuất huyết. Con cá tra, ba sa thì nó khi nó bị nhiễm xuất huyết thì cơ quan nội tạng như là gan, thận nó cũng xuất huyết luôn. Mắt nó sẽ bị lồi. Với con cá rô phi khi nó nhiễm cái khuẩn huyết thì cái bụng nó sẽ trướng to lên. Cái hậu môn nó sưng, nó có màu đỏ. Còn cái ruột á, thì nó cũng bị xuất huyết và trướng hơi. Hoặc là cái con cá nheo nó sẽ bị cái bệnh mà viêm ruột. Còn ai nuôi cá bóng tượng thì sẽ bị tuột nhớt và xuất huyết. Còn ví dụ như các bạn nào nuôi ba ba thì nó có nhiều vết lở loét ở trên mai và dưới bụng đó. Cái móng của con ba ba nó sẽ bị cục đi. Khi các bạn giải phẫu ra, gan và phổi, thận của nó cũng có cái màu đen. Thì ví dụ như vậy á, thì cái đó là cái đặc điểm chung cái bệnh xuất huyết thôi. Thì mình liệt kê cho các bạn là như vậy á. Còn cái mùa vụ xuất hiện của cái khuẩn huyết thì theo như mình thấy thì cái bệnh nhiễm khuẩn huyết thì nó sẽ xuất hiện quanh năm mà không chừa cái ngày lễ, ngày Tết gì ra cả. Mà mình chắc rằng á, các bạn mà nuôi các vật nuôi thủy sản thì ai cũng phải trải qua cái bệnh này. Như vậy cái biện pháp phòng trị của nó là như thế nào? Thì lưu ý với các bạn là cái cách của mình thì cũng sẽ áp dụng được trên tất cả các vật nuôi thủy sản của các bạn. Ví dụ như cá tra, cá lóc, lươn ếch, vân vân thì nó sẽ đều áp dụng được hết. Trước khi nuôi các bạn phải cải thao ao cho thiệt là kỹ, nghĩa là các bạn phải hút bùn để giảm cái lượng mà vi khuẩn ở trong đáy ao cái đã. Các bạn bón vôi để mà tăng cái pH, mà pH thì nó sẽ chống được cái con vi khuẩn này nó phát triển lên, thì cũng như là sát khuẩn cho ao nữa các bạn. Thì cái liều của vôi các bạn có thể sử dụng là 100 đến 150kg trên 1000m2. Thì sau đó chúng ta sẽ lấy cái nước vào, tiếp tục các bạn dùng hóa chất như là rorin, iodine hay là glutanhid. Với liều lượng của chlorine á, thì các bạn có thể dùng 2kg trên 1000m3. Iodine hay là glutanhid thì nó sẽ tùy thuộc vào công ty thì sẽ có liều lượng khác nhau, thì các bạn cứ căn cứ vào đó mà sử dụng à. Sau khi các bạn sát khuẩn như vậy thì các bạn tiếp tục giữ nước cho nó khoảng 5 đến 7 ngày sau thì các bạn mới tiến hành thả cá. Thì đó là cái biện pháp phòng ha. Còn trong quá trình nuôi mà các bạn gặp phải cái bệnh nhiễm khuẩn như vậy thì các bạn cứ làm như sau. Trước hết các bạn phải cắt mồi cho cái ao. Với đối tượng nuôi nào cũng vậy, các bạn nuôi lươn, nuôi ếch hay nuôi cá cũng vậy, các bạn phải cắt mồi hết. Sau đó các bạn cứ thay nước khoảng 30% cái lượng nước ở trong ao đi. Thì để giảm cái vật chất hữu cơ ở trong ao á, thì cũng như giảm bớt được cái lượng vi khuẩn ở trong ao. Vi khuẩn nó có rất nhiều trong ao nha các bạn, mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường đâu.
Thì sau đó các bạn sẽ tiến hành trộn kháng sinh cho nó ăn. Cái thức ăn các bạn nhớ là cũng giảm 50% so với cái lúc ban đầu khi các bạn trộn kháng sinh nha. Kháng sinh thì các bạn cứ ra thuốc tây hoặc là thuốc thú y thủy sản, các bạn chọn mua các loại như sau. Ví dụ như là bencinin nè, kanamycin hoặc là tetracycline, doxycycline vân vân. Thì các bạn chỉ cần dùng một loại thôi. Thì các bạn có thể kết hợp hai loại lại với nhau cũng được đó, nhưng mà nó phải cùng trong cái gốc. Ví dụ như kiềm khuẩn thì các bạn kết hợp với kiềm khuẩn, còn diệt thì các bạn kết hợp với diệt. Còn cái việc mà phối trộn kháng sinh thì mình cũng đã làm một cái clip, hai clip chứ, mình đã làm hướng dẫn cho các bạn cách phối trộn mà sao cho đúng á, để không làm mất tác dụng của kháng sinh. Thì các bạn có thể vào channel của mình lục xem cái video đó nha. Thì như vậy các bạn mà dùng kháng sinh, các bạn cứ trộn vào thức ăn cho nó ăn 5 đến 6 ngày thì sẽ cải thiện được cái sức khỏe của vật nuôi. Cái bệnh xuất huyết á, thì các bạn thấy nó sẽ gây bệnh xuất huyết, nhìn nó lòi mắt hay là nó mù mắt nè, rồi gây xuất huyết ở da vi đuôi, nhìn rất là ớn. Nhưng mà cái loại xuất huyết rất là dễ trị, các bạn cứ dùng kháng sinh, các bạn trộn cho nó ăn là nó hết à. Ngoài ra để hỗ trợ mà làm nhanh hết bệnh cái nhiễm khuẩn huyết thì các bạn trong cái việc mà các bạn trộn kháng sinh á, ví dụ buổi sáng các bạn trộn thì chiều các bạn có thể là sát khuẩn bằng vôi hay là một số hóa chất hoặc là muối cũng được nữa. Thì cái liều của vôi hay là muối lúc này khoảng chừng 15kg trên 1000 mét khối. Còn hóa chất các bạn có thể sử dụng những cái loại hồi nãy mình nói như là iodine, BKC, rutan, hiếp, thuốc tím thì cái nào cũng được nha. Các bạn dùng một loại thôi. Thì sau khi các bạn dùng kháng sinh 5 đến 6 ngày và khi kết thúc cái quá trình mà sử dụng hóa chất thì cái lúc này thì trong ruột và môi trường nước ao nuôi nó sẽ không còn có vi sinh có lợi nữa. Cho nên nếu các bạn mà thấy con cá nó hết bệnh rồi thì sau đó các bạn nhớ cấy vi sinh lại, cấy vi sinh ở trong nước và thức ăn nữa, thì để cho con cá nó tiêu hóa tốt thì cũng kích thích cho con cá nó ăn nhiều trở lại, thì cũng làm cho con cá nó khỏe và chống được cái bệnh này. Về cái vi sinh á, các bạn chọn cái nhóm vi sinh là vi sinh vật sống, như là những cái con mà nhóm mà Bacillus nè, hay là Lactobacillus, Saccharomyces. Còn những cái loại enzyme thì các bạn chọn cái enzyme tiêu hóa như là protease hay lipase, amylase, ví dụ như vậy á. Ngoài ra định kỳ các bạn cứ trộn thêm vitamin C giải độc gan thì để cho con cá nó khỏe, nó chống chết, mau ăn chống lớn nữa nha các bạn. Thì với cái bệnh mà nhiễm khuẩn huyết thì các bạn có thể trộn vitamin C thì vẫn được, không có sao. Còn với cái bệnh mà gan tần mủ á, thì các bạn không được trộn vitamin C. Thì lý do tại sao thì mình nói như vậy thì các bạn xem cái bệnh mà gan tần mủ trong cái clip của mình á, thì mình đã nói rất là rõ. Các bạn phải lưu ý cái vấn đề này. Thì mình nói sơ về cái bệnh nhiễm khuẩn huyết là như vậy á. Do đây là cái bài tóm tắt nên có khi các bạn mà không có nắm bắt được á thì các bạn cứ comment hoặc là liên hệ với mình thì mình sẽ chỉ thêm cho các bạn nha. Thì Nông Nghiệp TV cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.